Điện tử Auto Hành Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên khắp nẻo đường của Tổ quốc Việt Nam Tân Sương. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì cả dân tộc chúng ta đều láo nức đón chào một cái Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc, ý nghĩa và đầm ấm. Đó là năm 2021, năm Tân Sửu, và một năm sẽ hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc và thành công cho cả dân tộc Việt Nam cũng như trên khắp thế giới. Năm 2020 sắp đi qua, đó là một năm kinh tế buồn, đồng thời một năm đã liên tiếp các dịch bệnh giáng xuống trên khắp nhân loại, nó làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe cũng như là sụt giảm nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và của cả thế giới nói chung. Dù sao, năm cũ sắp trôi qua, bằng nghị lực, quyết tâm của những ý chí của người dân Việt Nam đã đánh thắng được dịch bệnh, điều đó là một cái sự vui mừng cho toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta. Và không biết nói gì hơn, bước sang năm 2021 này, Hành Nguyễn thay mặt cho chủ kênh xin kính chúc, cầu chúc cho tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em trên khắp lẻo đường của Tổ quốc Việt Nam bước sang một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công và hạnh phúc. Chúc cho tất cả kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có một cái năm mới an khang thịnh vượng và hướng về dân tộc Việt Nam. Và dân tộc Việt Nam thì có quê hương, có cha mẹ và có những cái tuổi thơ của mình. Thì đây là một lời mà anh Nguyễn muốn tâm sự, chia sẻ đến tất cả các bác và anh em sang năm mới này. Và có lẽ là một năm cũ sắp sửa trôi qua, chúng ta sẽ bỏ hết những buồn mực, những cái mà không tốt cho một năm cũ để đón chào năm mới nó đẹp hơn và nó may mắn hơn. Anh Nguyễn xin kính chúc toàn thể các bác anh em nhé.